Ủa sao hôm nay chồng về sớm vậy? Thích thì em về sớm. Chồng ơi, hôm nay vợ có mua thịt với trứng để nấu món thịt kho tàu mà chồng thích nè. Chồng không biết đâu, hôm nay vợ đi siêu thị á, trái cây giảm một nửa giá luôn. Vợ chen chồng mãi mới mua được táo mà chồng thích nè. Chồng thích không? Mà mai chồng muốn ăn gì? Em đang nói chuyện với anh đấy. Sao anh không phản ứng gì hết vậy? Thế em muốn anh nói cái gì? Anh nói vậy là sao? Phiền phức. Lần sau đừng nói mấy cái chuyện lặt vặt với anh nữa. Thế em xem từ nãy giờ đấy, em nói câu nào có ý nghĩa không? Suốt ngày đi siêu thị giảm giá thì lại mai ăn cái gì? Không thấy chán à? Anh thấy nhạt nhẽo lắm rồi. Vậy sao muộn rồi mà em không gọi anh dậy đi làm? Sao không ủi nồi cho anh? Không ủi mai đi làm cái gì? Anh đang nói chuyện với em đấy. Thế trước đây em nói chuyện với anh có nói chuyện với em không? Mới một ngày mà anh đã không chịu được rồi. Nhưng một năm qua, ngày nào em cũng chịu như vậy đấy. Em xin lỗi. Nếu một trong hai người không còn muốn nói chuyện với nhau nữa, thì trong lòng họ, đối phương đã không còn quan trọng.